Hôm nay tôi sẽ cho anh em thấy với 13 củ chúng ta sẽ có được những cái gì. Con máy này có nhiều FPS hay không? Có, vì i5-10400F suy nghĩ 4.3GHz, ca chế L3 lên tới là 12MB cơ mà. 13 củ mà đã có RTX 2060, top 3 card đồ họa đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới để chơi game trên Steam. Tại vì nó mạnh, rẻ, nhiều công nghệ. Phải thử chơi game mới được. Có nhiều FPS không? Có. Uầy, FPS quá. RAM 16GB, bớt 3200. Đã thế lại còn có cả tản nhiệt nước all-in-one. Bảo sao chơi game mượt thế. Máy rẻ, chơi game ngon, lại còn nhiều công nghệ. Tầm này giá PC nó cũng điêu ấy nhỉ.